Chiều 24 tháng 4, báo Đồng Nai phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa tổ chức tọa đàm phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, huy động nhân dân thành phố Biên Hòa xây dựng văn minh đô thị. Tham dự tọa đàm có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Ngọc Kim Mai, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên, Tổng biên tập báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn và lãnh đạo chuyên gia của các cơ quan đơn vị. Phát biểu khai mạc, Tổng biên tập báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn cho biết, mảnh đất Biên Hòa có hơn 325 năm hình thành và phát triển. Với chiều dài lịch sử dân tộc, thành phố luôn kỳ vọng sẽ có diện mạo đô thị văn minh hiện đại, sáng xanh sạch đẹp. Với tinh thần và trách nhiệm mong muốn thành phố Biên Hòa phát triển xứng tầm, tọa đàm nhằm đánh giá nhìn nhận những kết quả mà thành phố đã đạt được trong thời gian qua về xây dựng đô thị văn minh, đồng thời cùng góp tiếng nói, tìm ra những giải pháp thúc đẩy phát triển thành phố trong thời gian tới. Biên Hòa là thành phố trực thuộc tỉnh đông dân nhất cả nước với nhiều đặc thù. Dân cư đông kéo theo nhiều nhu cầu tất yếu khác, nhưng quá trình phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố chưa theo kịp, từ đó gây ra không ít khó khăn cho sự phát triển của thành phố. Tại tọa đàm, các đại biểu chuyên gia đã trình bày 7 tham luận chuyên đề, qua đó không chỉ nêu bật những kết quả đạt được trong xây dựng đô thị Biên Hòa, mà còn làm sâu sắc hơn những kinh nghiệm bài học, những vấn đề còn tồn tại hạn chế, đặc biệt là đề xuất những giải pháp hướng đến xây dựng thành phố văn minh hiện đại. Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Hùng mong muốn các cán bộ, công chức, viên chức cùng nhau vận động người dân tích cực tham gia vào xây dựng đô thị văn minh, bắt nguồn từ những việc nhỏ nhất như bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, phân loại rác thải tại nguồn. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố phải đưa những ý tưởng này vào thực tiễn cuộc sống, biến ý tưởng thành hành động cụ thể để cùng nhau xây dựng Biên Hòa xứng tầm đô thị loại 1, trở thành thành phố văn minh, đáng sống.